Đây sẽ là một video ngắn thôi, chúng ta sẽ chơi thử một chế độ đấu độ đối kháng khá hay với vũ khí cầm tay riêng lẻ và vũ khí đặc biệt được cấp riêng và tùy chọn theo sở thích cá nhân. Có thể nhiều người mới chơi hoặc chơi lại không biết, đây là chế độ siêu chiến binh. Hai phe chia ra choảng nhau ở mép trạm trung chuyển bằng súng và pháo cối, súng chống tăng, khiên, giáp, vũ khí sinh hóa, bom nầy, sốc điện, vân vân và mây mây. Tiền thân của chế độ này là Waymorder hay còn gọi là MOBA, ra mắt năm 2015 với lối chơi khá giống Liên Minh Huyền Thoại. Người chơi giỏi cần có một cái đầu để biết phối hợp, bọc lót, trợ giúp và tấn công theo nhóm để giành chiến thắng. Chế độ này hiện nay còn rất ít người chơi vì nhiều lý do. Mời anh em xem một phần trận đấu tóe khói xảy ra như thế nào. Fighting!